một cái màn hình là thầy cô cũng có thể là thầy cô có thể tùy chỉnh mình hiển thị những cái nội dung bài giảng của mình, hoặc video webcam, hoặc là những cái nội dung web, cái kỹ thuật tốt cánh tạo đó, thầy cô có thể là ứng dụng rất là nhiều. Với những cái công nghệ metaverse như thế này thì thầy cô có thể tạo nên một cái lớp học ảo sống động, thực quan sinh động, và chúng ta có thể sử dụng kết hợp với VR để các bạn có thể là trải nghiệm hơn. Đây là một